xuất thân từ đáy xã hội đi lên, dù cho lần trước đã nhặt được một cái túi chứa đầy kho báu vàng bạc trang sức giá trị, nhưng không vì thế mà anh thanh niên rách lò, từ bỏ công việc mà anh đã làm nhiều năm. Tuy rằng công việc nhặt ve chai dưới đáy sông là một việc vô cùng cực nhọc vất vả, thế nhưng đã lỡ chót yêu nó rồi nên rách lò vẫn tiếp tục làm công việc này. Ngày hôm nay cũng như mọi khi, anh ấy thức dậy từ lúc sáng sớm, tranh thủ đi ra bờ sông để bắt đầu công việc tìm kiếm kho báu cho mình. Mới một phát đầu tiên mà anh thanh niên đã nhặt được một cái cây sắt độc lạ, xem ra thì cây sắt này cũng đủ một gói mì tôm rồi. Thôi thì cho cô em nằm sang một bên, anh trai rách lò lại tiếp tục công việc, ném cục nam châm xuống sông. Cơ mà hôm nay anh ấy chọn cái địa điểm này thì hình như là ở trong rừng hay sao ấy nhỉ. Mặt nước thì đậm màu phù sa, còn anh ta chắc đã trúng mánh được miếng sắt to rồi các bạn à, nên nhìn anh kéo nó vất vã muốn vãi cả trưởng. Ôi trời à, lại mấy món đồ độc lạ Bình Dương, nhìn như những chiếc đũa kỳ lạ các anh em nhỉ. Thôi thì cho nó vào trong xô. Anh trai rách lò quay tay với lại công việc tiếp. Eo ôi, lần này thì lại thêm một bó cây đó nữa. Mình cũng chẳng biết nó là thứ gì, nhưng nếu nó bị nam châm hút như vậy thì chắc là mang về bán phế liệu cũng được. Quá tam ba bận thêm một lần nữa nào anh trai, để xem coi còn dính mấy cây đũa kỳ lạ đó nữa không nhé. U là trời, xem ra thì anh thanh niên đã lạc trôi vào ngay hang ổ của mấy cây đũa kỳ lạ này rồi các bạn à. Nhiều vãi cả nồi ra luôn. Tiếp tục thêm lần thứ 4 thì anh trai rách lò cũng đã nhặt được món đồ có giá trị hơn, là một khung sắt phế liệu bị vứt bỏ này. Sau đó thì anh thanh niên lại gặp lại những chiếc đũa sắt ấy. Dù là như thế anh ấy vẫn tiếp tục quay tay, biết đâu vận may sẽ đến bất ngờ. Ôi giời ạ, lần này thì anh chàng rách lò đã nhặt được cả một cái đầu đạn bắp chuối cực khủng luôn rồi nè. Vãi đạn cho anh thanh niên, tay chân anh ấy cũng rung cầm cập với món quà bất ngờ này. Anh liền đặt nhanh nó sang xuống đất một bên, thanh niên co giò bỏ chạy vì sợ nó nổ. Đúng là tới công chuyện thiệt mà, tránh xa cái quả bắp chuối ấy ra. Rồi anh ta sau một hồi suy nghĩ thì cũng quyết định gọi cho phụ huynh của mình. Vì phụ huynh của anh từng là bộ đội Cụ Hồ, nên anh nhờ ổng check thử xem con hàng ấy là thứ gì và nó có an toàn hay không. Cái kết là sau một hồi nhìn qua điện thoại thì phụ huynh cũng bảo không sao. Mày con ai chứ không phải con tao, phải tao là tao đấm cho nó mấy nhát rồi. Thế là anh thanh niên rách lò lấy hết can đảm để tháo nó ra khỏi cục nam châm. Rồi anh nhanh tay nhanh chân mang nó đến dưới một bóng cây mát, còn anh thì chạy đi gọi các anh công an đến để check in cái hàng này. Sau đấy các anh Bolic cũng đã có mặt kiểm tra, lấy lời khai và xem thật kỹ cái bắp chuối ấy xong rồi, thì các anh cũng chẳng có dám manh động, vì bắp chuối ấy là một thứ cực kỳ nguy hiểm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nên các anh Bolic đành phải gọi cho chuyên gia phía bên quân đội đến xử lý vụ này. Cơ mà sau khi con hàng ấy đã được xác định ổn áp, thì anh trai rách lò của tôi lại tiếp tục quay xe, trở lại công việc dưới ngay chỗ đó. Anh nghĩ rằng bên dưới sông này, chắc chắn sẽ còn thứ gì khác giá trị đang chờ đợi anh, lại là thêm một đống cây sắt nhỏ lúc trước. Tiếp thêm vài lần nữa thì bất ngờ chưa ông già. Trời ạ, các bạn đã nhìn thấy gì chưa? Chính là một cái bắp chuối rocket như lúc nãy nữa đấy. Cũng may là anh Bolic còn chưa kịp quay xe về, thì giờ rách lò lại kêu gọi các anh đến giúp thêm một lần nữa. Thật là vãi cả trưởng quá mà. Xem ra thì ngày hôm nay anh trai rách lò lại lạc trôi vào ngay kho đạn vũ khí của quân đội nữa rồi các anh em à. Cuối cùng thì sau tất cả những gì xảy ra quá là nguy hiểm, nên Bolic cũng đành phải gọi cho các anh lính quân đội xuống để kiểm tra đánh giá và hốt mấy con hàng bắp chuối ấy về. Bên cạnh đó thì hội đồng nghiệp của anh rách lò cũng đang ra sông tìm kiếm kho báu dưới này. Được biết thì đây là một con sông rất đẹp, thường sẽ có rất nhiều người ra đây tắm mát bơi lội. Cũng chính vì lẽ đó nên các anh chàng đam mê làm giàu không khó mới tiến ra nơi này, với hy vọng là sẽ nhặt được thứ gì đó có giá trị từ những người đánh rơi khi tắm ở đây. Đầu tiên thì các thanh niên đeo kính lặn và thả trôi trên sông để có thể nhìn thấy dưới nước. U là trời, mới phát đầu tiên mà anh trai đã nhặt mấy đồng tiền vàng rồi các bạn à. Tiếp tục lặn thêm vài hơi sâu thì anh lại nhặt thêm mấy món đồ độc lạ, nào là kính, nào lạ tượng, đồng hồ tùng lung tùng la. Ôi trời, lại thêm một cái vòng tay vàng sáng bóng lấp lánh, thật là không thể tin nổi vào mắt mà. Chỉ tính cái vòng vàng giá trị này thôi thì chắc cũng đủ ăn cả tháng rồi các anh em nhỉ. Không những thế, anh trai đồng bọn kế bên còn nhặt được một cái thùng sắt kỳ lạ. Để coi, mở ra xem nào có thứ gì giá trị bên trong hay không. Trời ơi là trời, sao toàn màu vàng lấp lánh thế. Nếu đây đúng là vàng thật thì anh thanh niên giàu không lối thoát luôn. Cơ mà hình như có cái gì đó sai sai không ổn cho lắm. Sao mình thấy hình dáng của nó là lạ mà cũng quen quen. Ôi giời, đậu xanh các anh thanh niên thiệt chứ. Thì ra là cả một thùng kẹo đồng, làm tôi tưởng là những miếng vàng lớn. Mừng này giờ cho các anh trai. Thôi thì để nó sang một bên, chúng ta tiếp tục trở lại công việc. Lần này thì ông anh quyết định trở lại chỗ lúc nãy nhặt được thùng đạn. Nhìn xuống mặt nước trong xanh, trời đất ạ, lại thêm một cái túi. Các anh trai liền dùng tay nhanh hơn não mở ra, làm cho đất cát cũng được bay mù mịt hết lên. Xem ra thì lại thêm cả một kho đạn nữa rồi các bạn à. Nhiều vãi nồi thế này thì chắc chắn là của hội buôn lậu đánh rơi. Kiểm tra thêm tình hình xung quanh thì bất ngờ các anh trai còn nhìn thấy có một cái camera được gắn ở gần đó. Thật là kỳ lạ bí ẩn mà. Tuy là cái camera có vẻ đã hư không còn ghi hình được, nhưng nó cũng làm cho các anh thanh niên hoảng hồn con trùm một phen.
thôi thì mang cái kho đạn khủng ấy về nhà, gọi điện báo cho các anh công an đến kiểm tra nhanh, chứ tình hình nguy hiểm thế này các anh trai cũng đã quá rén. Đúng là vãi trưởng thật các bạn nhè. Đây chắc chắn là những viên kẹo đồng được buôn lậu qua con sông này. Xem ra thì vận may làm giàu với nghề tìm kho báu này thật không dễ dàng một chút nào cả. Thôi chúng ta hãy cùng chờ đợi các anh trai đi tìm kho báu trong những video sau các bạn nha. Mèo bánh xèo xin chào và hẹn gặp lại cả nhà sau ạ.